sao mày tự lắc thế này nhở? Ôi, cậu lác á? Cậu đã có kính chưa? Lắc liên quan gì kính? Có, lác đeo kính thì sẽ hết lác mà. Liềm dâu gấp thịt. Để mắt lác như thế người ta mới không Thế, để ý ấy. thế ra đây tớ cho cậu cái kính này, cậu ở đâu đấy? Ngày trước tớ đi học lúc nào cũng được điểm cao là nhờ lác đấy. Thế á? Tớ đi học lúc nào cũng được điểm cao, nhưng không phải là bị lác, mà Chuyên là đi học đề giỏi. À. Đội tuyển chuyên địa. Không có địa đủ gì hết, thổ địa ai mà. Chuyên địa cơ thì đi học điểm cao nhờ chuyên địa tức gì nữa, sao lại chuyên địa địa bài ấy. Cái ở cái vùng đất mà tao sống nó chỉ có cái từ quay bài thôi, nó không có cái từ địa bài. Trong Nam gọi là địa. Nó cũng giống như là cái cục đá ở trong Nam người ta gọi là cái khay ấy, tao cũng không biết cái khay nó gọi là cái gì. Cái khay liên quan lồn thì cục đá. Anh ở trong Nam anh gọi đồ ấy, anh gọi đá người ta không biết là cái gì cả, người ta lại đưa cho anh một cái gói trắng trắng. Thế là anh gọi ở đây thì bạn anh bảo là thế bây giờ mà mày muốn gọi đá ở trong này thì mày phải bảo người ta là cho em xin ít khay. À rồi thì sao cục đá Đó. liên quan đến cái khay? À thì ở trong Nam người ta gọi là như vậy mà. À hiểu hiểu. Ôi nói Cục chuyện đá với hả? cả Ly bị quấn quá, thế là mình cứ bị quên lút đồ ấy. Không lút đồ Tí đúng Ly cho không? mình đồ nhá. Tớ lút được nhiều lắm rồi, tí nữa tớ cho cậu hết. Ôi, Một vài thích chỗ vậy. à. Chuyên anh. Không sao đâu, tớ tốt Chuyên đâu bụng rồi, mà. chuyên đâu rồi. Nói Mọi người chuyện hãy nào. quen dần với sự tốt bụng của tớ đi. Thì tớ vẫn thấy Ly rất là tốt bụng mà. Mà AR này, giảm thanh nhưng AR mà nhưng mà tôi anh đang nghĩ đến việc khóa bóp cái thằng Ngọng lại. Từ bây giờ nó cứ gọi thằng chuyên nào, không hiểu. Có nó chơi ở đây mà tâm hồn nó nghĩ đến người khác. thôi hôm nay có con gái thế là mình đừng có gọi tên ông già nhau ra đi, mình cứ gọi tên người bình thường thôi chứ đừng có Đúng. gọi tên ông già nhau làm gì cả, Đừng nghe có không tên thì ông bây già giờ ra làm gì. thì đó bây giờ lại mất công Gọi hỏi đi hỏi xuống. Ly là Ly ơi, Ly có thể chia sẻ cho tớ về tên bố mẹ Ly không? Ảo tờ trêu đấy. Anh thấy là nó dễ chịu hơn ở trong này chung với một đống được dựa lâu Sao cô quá lại rồi. đứng đây nhìn tôi, cô định bắn tớ á? Giơ tay lên. À này. Thì Hà Long thật bắt trưởng. Đâu 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 đâu. Cậu có thật bắt chiêu này đâu. không? Cậu có Đâu chiêu này mà không? bệnh phu. Đây tớ đợi tí, đây tớ giơ hết cả tay lên rồi này. Phải ấn như thế nào thì mới ra được như thế nhỉ? Cậu có cài chưa? Ấn F4 đấy. F4 này. Bây giờ tớ dùng cái này xong rồi cậu cậu dùng cái này nhá. Xong rồi. Chỉ Đây này, tớ dùng cái này đúng không? Ui, cậu thấy tớ giơ tay lên không? Có lốc lách ở đây này. Nong nghiện đúng không nhỉ? Ui, cái đấy là cái gì đấy? Không có cái lắc lắc đấy. Không biết nong nghiện Tớ nào. chỉ lắc được cái đầu của tớ như này này. Đấy Đấy. là có nong nghiện. Ui, cậu cậu sờ đứng vào im, người tớ đứng im. à? Đi ạ. À. Không không không. Đi ạ. À. Cậu đứng im. Cậu đứng im sao họa mi ngừng hot? Đứng im, nhìn họa Đâu mi như ngừng. nào? Có lẽ đo đồng, có lẽ đo đồng. Giờ đo đã. Đúng. Không. Ui. Ôi, bắn nhau, bắn nhau. Không phải ở nước ngoài mà người ta làm những cái hành động đấy ở trước mặt nhau thì nó là bất lịch sự, tớ theo cái phản xạ thôi á. Thì tự nhiên tớ thấy cậu đấm rồi cậu đá tớ thì tớ nghĩ là cậu 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 có vấn đề, cậu có cái problem với cả tớ ấy, thì tớ mới nổ súng, nhưng mà tớ chưa bắn một viên nào trúng vào người cậu à. Thế thì mình đi thôi nhỉ, mọi người có nhìn thấy cây bo không? Thôi đi bộ Đi thôi. bo rồi. Kiểm tra. Cậu cho tớ cái này là cái gì đấy? Cần sa à? Cái này Có á? tiếng súng này, tiếng ga kìa. Ai còn nước không? Cho tớ xin một bình nước. Một bình Bình thôi nước nhá. nữa. Đây 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 đây, một bình luôn vừa đấy. Thôi. Đây, Mỗi ba người một bình bình vừa thôi, được rồi. Mỗi người một bình thôi. Đồng quá, không bắn được một bắn được một à. Đấy, có ai giết tới? Nhưng mà chúng ta mình gọi địch đến thế là thôi xong rồi. Mình không hiểu cái chuyện gì nó xảy ra cả các bạn à. Ôi nhưng mà tại sao như thế mọi người rủ chơi game mà không giết được ai à? Tự nhiên vào cái bắn AK cuối cùng đấy. Không có ai bắn mà gọi team nó đến à? Ai là người quảng cáo ở bên Happy kia? Tớ chỉ kể chuyện là ở bên đó người ta cũng bắn AK lên rồi để liên hoan lúc mà sinh nhật hay là thôi nôi thôi mà.